Rain được. Nó không buồn mới buồn ấy thì đi chơi cho nó đỡ lo. Đè ra ta làm hết, làm nhanh gọn lẹ sợ. Bốn xị xà xị. Tính thêm 50 ngàn tiền thuốc nữa quên gì. Con ra chưa? Tao chắc quên tính thì thôi kệ. Khỏi tính mình được. Em tải lên chưa Phúc? Rồi mấy cái của họ à. Mình tải cái đó hình như là mình thấy là mình sử dụng thì vẫn sử dụng điện thoại thì nó tải nhanh, còn mình tắt màn hình luôn là nó lâu, nó ngủ được. Có lúc lên lúc không. Ừ. Thì tùy theo mạng á. Mạng mạnh mạng yếu nè. Cảm giác đang dùng á thì vô coi thì nó có chạy, còn mình thoát mình kiểu mình để ý tới điện thoại á. Đúng luôn đúng không? Tùy theo đó. Những ngưng hoạt động nó không tự hoạt động được. Rồi tháng này bù lại cho Phúc y số tiền đi. Tháng đi. Phúc quá lợi luôn. Lợi được 4 ngày, à 3 ngày. Thế tại vì đi là để mà đi chung với đội hình mô hơi căng, diễn khó. Thứ nhất là kinh tế, thứ hai là thời gian nghỉ. Nó khó là nó khó ở đó. Vậy em với bạn em ý định đi nhưng mà hắn thì làm việc nhà nước. Em thì làm cái này thành ra thời gian nghỉ đâu. Không thể nào luôn. Nghĩ là em nghĩ lung đó. Ngày em không được nghĩ như vậy thì nhật. Còn chỉ đời nghỉ phép mới được nghỉ ngây thư thôi. Bạn mô bạn ở Đắk Lắk không có ý định đi. À, cũng thích à. Đây nó núi non rồi mà còn thích. Là già ai thích hết chị ạ. À, phải không?
bị nghiện. Ốc cũng đi cho bằng đường đó em. Trước sau gì cũng đi đó. Ai phụ đó. Thông điệp vũ trụ gửi đến Dị Loan rủ Phúc đi đó. Bất ngờ chưa bây giờ. Đăng thành chắc bạn em ngại ngữ. Bao nhiêu lời hứa năm xưa. Nay còn đâu. Mà Phúc đi được nay là đây là cùng sướng, có người chở đồng đỡ. Hay. Chứ người ta lái cũng ok. Chứ hay chịu quê gì được. Lái xe cũng ổn, cũng không có kiểu như ảo á. Trời ơi, có miếng bọng nước muối luôn á. Xa lắm luôn. Cứu khổ cứu nạn khoai anh trời. Con chiêu đao hình như tốt nè, nhớ là chiêu đao rất là tốt. Có đau không em? Dạ, dạ cũng bình thường. Nhớ là nó nặng cũng lâu. Qua mới bây giờ. Đúng không em? Dạ. Bây giờ chị qua em nhiều lắm mà. Dạ. Qua bây giờ mụn nè. Có dùng cây không không? Dạ, anh chưa. Chưa dùng mà. Dùng chi ở nhà không? Dạ, em rửa mặt thôi. Ừ. Cho bông nước muối em à. Cứu khổ, cứu nạn. Mày đứng người quay kìa. Chọc quá. Từ từ nói cho từ chọc lên chứ, đâu ăn được nữa. Được mua nữa. Đừng quá bé ơi, người ta chuẩn bị đi nên là rứa đó. Trời ta ghét cho đậu, không đậu là không được đi. Gì đó. Đặt sẵn chứ. Đặt hết rồi, vé máy bay rồi xong hết rồi. Trời chỉ không cũng cúng gói đi thôi. À, đứa muốn có cái ba lô nữa không bay? Ba lô ta nè, ba lô em có ăn cái ba lô nhỏ. Nhỏ là nhỏ ra. Nhỏ bắt đầu đi học nhỏ hai tay nữa. Thôi thôi. Người ta lái của hai tay. Nhỏ, có bắt đầu ta này hiện nó có lắm. Kiểu ai đi. Buồn khô quá giật rùng lên. À, để học mây mây rồi. Sợ ba lô xịn nếu mà cong hư. Như đâu đen không? Ba lô thì Huệ có thì ra. Nhưng mà ấy là chị sợ ba lô nó kiểu không có phải dành cho giống y là. Chị ghê đó bay, ai đó? Kinh quá trăng à. Kinh dễ sợ luôn á. Rột rột ghê. Em thương mình chi mà. Bụng khô đã em. Tụi ba lại bu vô rồi đó. Thì lúc đó đâu đừng nắn vào cái mình đúng không vậy? Cố gắng thì hằng rồi sẽ được nè. Đúng rồi. Phải được đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, rảnh thử cái nè hơn nè. Xíu nữa.